cá vừa, vừa xong ăn anh, ngon không em? Ngon không? Anh thích về kho mà. Ngon gì? Tuyệt vời gì? Tuyệt vời thì bây giờ xem cái clip này để biết là sự tuyệt vời hay không tuyệt vời. Mọi người nhá. Hôm nay lên cái món cá luộc mọi người nhá, không hấp mà không không làm gì khác ngoài cái luộc mọi người nhá. Thì đây là con cá mà hôm qua người anh em nó đêm qua câu được ở cái hồ. Phải nói con này nhá, cái vảy nó vàng ươm mọi người nhá, chắc là sống lâu rồi sao. Vảy vàng ươm, vàng như màu vàng, lát anh xem anh em xem cái hình ảnh. Vàng như màu đồng thau luôn ấy, vàng ươm luôn đấy, chính là con này nhá. Là nó cũng có tuổi đời cũng nhiều và ít đó, chứ vậy hôm nay anh em quyết định luộc lên ăn mùa hè là cho nó vừa mát vừa thanh đạm mọi người nhá. Thì đơn giản lắm, đây cũng chỉ có nghệ đấy, nghệ gừng, xả đâu, xả đang rửa, xả, hành cây, thì là đấy mọi người ạ. Xong chắc một lát nữa là mình cho hai con bia nữa thôi, thế là luộc, thế phải luộc. Xong là mấy anh em ngồi uống bia uống rượu, và nó là thưởng thức cái con cá nó lạ lạ này, xem như cá thì nó rất nhiều loại cá. Đây cũng là cá này mọi người. Cái chỗ này là anh em sợ thiếu là mua thêm, nhưng thực chất ra bốn anh em thì ăn con này là 2,8 cân cũng là được rồi. Đấy, lại sợ thiếu này phải mua thêm cái này nhiều quá nó lãng phí. Đấy thì lát nữa cho thêm xả vào đây. Đấy, nhưng cái cách luộc của Đạt Lỗ là hay có kiểu như này là phải đổ hết cái này là đun một lúc cho sôi, sôi một lúc xong bắt đầu mới cho cá vào, chứ không cho cá với cái này vào ngay mọi người ạ. Để mình là sao, mình đun cái này để cho nó phai được cái hương vị cũng như cái màu ra. Đó, sau đó mình mới cho cá vào và đun đến khi chín cá thì nó ngấm tất cả hương vị ở gia vị. Lát nữa thì để lại một ít gừng, một ít xả để làm nước chấm nữa mọi người ạ. Thế thôi, chấm rồi ok. Đó là cái lý do mà Đạt Lỗ đây tại sao phải trình bày với anh em và báo cáo với anh em, cũng như là làm để lần sau anh em có cái món cá như này thì anh em cũng làm giống Đạt Lỗ, phải nói là ăn đỉnh luôn đó mọi người nhé. Lát nữa thì cá chín khi mà ăn thì chúng ta sẽ ăn cùng cái rau này mọi người. Ai thích ăn ghém thì có thể đây, mình sẽ cho những cái rau thơm này vào nữa. Đấy, xong cho cá lên. Đấy, ghém nó lại. Đấy, ghém xong rồi chúng ta nhai một miếng chật mồm, chấm cái nước mắm xong là nhai một phát thì đỉnh luôn. Nói chung là quá đặc sắc. Đấy, trong cái này thì anh em trộn thêm một ít gia vị nữa, gia vị một chút đường cho nó đủ độ mặn ngọt một chút mọi người nhé. Nếu mà anh em có hạt tiêu thì cho thêm hạt tiêu nhé, nhưng mà nên có hạt tiêu và cho ớt vào đây. Đấy, cho thêm ớt vào đây. Để lát mình sẽ luộc trước lên đây. Lật tay. Đấy, ớt thì nó có cái vị cay thì mọi người biết rồi, nhưng mà nó cũng chống tanh rất là tốt. Mọi người cứ ăn thử xem, nếu bình thường chúng ta ăn một miếng ớt mà chúng ta cay, nếu chúng ta ăn một miếng ớt cũng như thế và ăn với một miếng cá thì cảm giác như nào? Nó rất là dịu luôn. Đấy, không biết là trong cái ớt với cái cá nó cái chất gì nó giúp nhau, hỗ trợ nhau, xúc tác với nhau ấy. Nó giảm lượng cay ấy, rất tốt. Vào đồ. Vào cá đây. Đang chưa có tổ tủ đá chưa? Này. Này. Rồi, tay vung đun. Lối cá này phải 2 lon bia anh em ạ. Phải cho 2 lon. Đấy, tí gần ăn thì mới cho lon nữa, chứ không cho rồi cho rồi nó bay hết hơi, nó bay hết mùi thơm của bia đi. Đây là tiếng nói mọi người nhá. Những âm thanh sẽ phát ra từ đây. Đó là bia Sài Gòn, vừa ngon, vừa rẻ, vô cùng chất lượng. Có nào chín trước mình ăn trước, rồi cái hai khúc kia là mình sẽ ăn sau, ăn nó vừa dễ ăn mà nó lại nóng, nóng lâu đấy. Còn hai khúc kia thì mình cho vào nồi tiếp. À không phải, cái này là đấy, chém quá tuyệt vời luôn. Thơm phức. Thơm mùi bia, thơm mùi hành, thơm mùi gia vị. Phải nói là thơm phức luôn. Ui giời, quá ngon. Nào, chào đón cái món mới đi. Ai, xà. Quá đỉnh. À, đây. Ngon không ở cái nước chấm mà bọn ông gì Sapa TV ông bảo là thần thánh ấy. Đúng là cá nó phải ngon là cái nước chấm của người nha.
gồm gừng, sả, ớt, thì là đường, mì chính, chanh. Đó là cái nước mà nó ngon ở cái chất mọi người nhé, chấm cái cá nó mới là hợp, đầy đủ mùi thơm và sự đậm đà. Đó, thử thôi anh em, mình ăn đi. Nó nóng này ăn mới sướng này, đấy, thơm phức, ngửi ra thấy khoái rồi. Đấy, mọi người thấy không? Xứng đáng. Tuấn đâu qua Tuấn mất nhỉ? Nó sinh nhật bớt. Bảo là rất ngon rồi. Sinh nhật bớt. Vợ tầm này vào được. Nhưng mà tùy ở răng với được cái miếng lòng nó dính ít gan rồi, để cái này mới ăn với bùi này, ngậy bùi. Lòng ngon này vứt đi, lòng làm một tí ăn ngon cực kỳ. Thân mới mình để vứt đi, mới bỏ cái béo. Anh nhìn nó đấy. Đỉnh lắm, giòn tận. Có cái lòng ngon nhất thì thịt giòn. Đúng con chép này nó phải tầm 35 mọi người ạ. Nó phải có tầm tuổi 35 trở ra ấy. Nó có đoạn nòng này thôi nhưng mà giòn lắm mọi người, giòn ngậy. Đấy là sao anh em bắt được cá cái làm cho em trở lại ăn nó rất là ngon. Cá. Nó ngon ở cái những cái gia vị mình làm nó thực tế. Đấy, ngon đấy hay là ngon bên những người anh em ấy thì nó ngon nhất mọi người. Sướng lắm, ăn đã luôn. Không biết đâu. Cái cá này nó rất dai, cái thịt nó dai mà nó lại ngọt. Không có tí mỡ luôn. Anh Đạt gọi mày ra mới được. Không có tí mỡ luôn, xương bé tí. Anh Đạt ạ. Có là bác gọi mày ra mới ăn đến hàng ngày. Thịt nó trắng bốp mọi người này. Trắng bốp như thịt gà luôn. Chỗ nhà nước cá thôi nhà thì thấy người ta muốn ăn nhỉ. Tuyệt vời. Ăn bình thường. Giờ bạn cái gói cho nó như nào gói. Mình đi về đấy, chỗ rau ngổ này. Rồi, không cái rau húng này ăn cho thơm thôi, xong là rất biết bọn em là giấm cá đây, cái đây. Cá này là cùng tự đây, đây. Rau à? Tí tô ăn cho nó. Tí tô. Rau sung à, sung này. Tí tô rất là Nhật, người Nhật người ta rất thích ăn tí tô. Cá cóc. Để cô gắp cho anh miếng cá ở đây. Tí tô với cá. Ui giời. Trắng phao. Gì trắng đấy? Ui, trắng thế nhỉ? Đây, miếng to anh mù mồm anh em. Chúng ta mau đi ăn. Ít nữa rồi. Ui, mù mồm rồi, em rồi anh ơi. Quấn quấn hộ cái. Quấn thật chặt tay, rồi. Như em hỏi em nhớ trả lời nha. Quấn hai lớp chưa? Một lớp. Hai lớp thì nó chắc. Anh em cuốn xong anh em ăn chuẩn bị lấy cái đó để đỡ ở đây. Đỡ có gì đấy. Bay. Rồi cuốn chặt tay. Rồi anh. Rồi thank you nhá. Cái này là bình thường là mình ăn. Nói chung là ngon hay không có một phần là cảm ơn cái người cuốn đấy. Mọi người ạ. Cuốn vào cả hết. À. Mình bún chuẩn luôn thì ăn một tí bún nó xong là bún có chất luôn rồi bún sợi dài đâu mà bún kiểu ngon lắm bún con mà nó con bún không phải bún tròn mà các loại bún cuốn này nhiều rau nhiều cá luôn rồi ăn sướng luôn ấy mình đặt vào đấy bún đấy thì cắt làm đôi rồi đặt vào cuốn ăn ngon chợ đang bán mà đã luôn. Đấy, cho cá vào. Trong cá thì cá lên nó chấm thật ngon, nó chấm ngon là em ăn cá này em nhớ luôn, cá này nó tầm 65 tuổi chứ. Bao nhiêu? 6 tuổi. Đúng rồi. Cái vảy nó vàng óng luôn. Ăn cái thịt nó mềm, ăn cái thịt nó dai mà nó ngọt. Đi làm thịt trắng bầu. Chúng vừa nghe hiểu. Ăn đi. Em đi làm em có được nghỉ đâu mà anh gọi em xuống. Ngon lắm nhỉ, ăn chậm thế. Ăn ăn rồi. Phải làm phát đi chấm mù mồm luôn đi. Ông uống với cả nửa cây rồi tôi mới uống theo. Ngon không? Em đang dùng anh Tuấn đi lưới quá rồi. Nhai mạnh mồm lên nào. Chim tiếp. Chim. Con chim. Nổi da gà luôn. Sướng quá nổi da gà. Sướng quá nổi da gà này. Ông này đang mua một cái xà để cớ. Ăn đây đi. Ừ. Đó. Đã luôn nhờ. Cái xà của nó. Ăn bây giờ mà ngọt chứ nhỉ, mình biết cái lợn đấy. Con này nó vàng ươm, vẫn còn vàng ươm này. Em mà thằng ham ăn thích ăn nhất mà thích cái lợn em ăn được. Tuyệt vời.
nó cái mùi vậy mà ai ví dụ quá nhá, tuyệt vời luôn nhá, mà bao bằng pha đó cô mát đấy, cô mong mát thích cái lươn vào nhá, biết ngay luôn là ăn nó ngọt chứ nó mát cực kỳ luôn, ăn sợ nếu mà để hút luôn đi vịt ăn rất ngon. Đấy, vừa hết cái con chép rồi thì bây giờ cho lốt cái này ra. Con này là do hàng cố định rồi. Anh mới đả tiếp. Ăn hết. Rồi. Ăn một con. Ăn cứ là cho lồi là cho lóc. Ăn đến đâu mới cho. Rồi. Ok. Con này thì trắng như cá đấy, cá kia nó khác nhau hoàn toàn đúng không? Nhìn nó cái màu trắng của cái này nó khác nhau. Trắng đen này chứ. Chứ con chép này này, cái phần đuôi nó đến bây giờ nó vẫn vàng ươm này. Đấy. Chết nó vẫn vàng. Nào, anh em mình đồng khởi cái đi. Chúc mừng những cái món ngon. Rồi cảm ơn chú Phong nha. Không chú Hiếu thôi chứ. Chú Phong là công nhiều nhất thì chú giật con chép này. À, cả đêm qua đấy. 12 giờ đêm chú báo tin cho anh bảo là anh ơi, có hàng à, thế ngon rồi. Mình nhìn qua ui vàng ươm. Được, con này chắc nhiều tuổi rồi. Mẹ ra cái vẩy nó vàng ươm luôn. Ừ. Giật con chép này ngon đấy. Đó thì hôm nay anh em ngồi đạt đúng thứ anh em ạ, nhưng mà cá nó ngon, phải chia sẻ thật. Như cho con ba con mốt về. Rất là cảm ơn tất cả anh em đã xem cũng như là có những cái món cá này thì mình lên làm như này nó ngon hơn. Cho nó ngồi với anh em nó vui, hàn huyên nó vui hơn rồi nhá. Cảm ơn tất cả anh em.